Hôm nay thì cô Phú trở lại bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm lại cháu Nhật bị bệnh thận. Thì như mọi người cũng biết là bây giờ bụng của Nhật là càng ngày càng to lên, và hiện tại là bác sĩ đang kiểm tra và sắp tới là sẽ lấy dịch từ trong bụng của cháu để mà sức khỏe của cháu đỡ hơn. Cái việc mà lấy dịch thì cô Phú cũng không biết là đã lấy hay chưa, tại mình chưa có liên hệ với lại chị Thiện là mẹ của Nhật. Có thể là ngày hôm nay là đã lấy rồi, và hôm nay thì sẽ chia sẻ về những thông tin tình hình sức khỏe của cháu đến cho mọi người. Và như mọi người cũng biết là bây giờ hiện tại là tiền nong để mà điều trị cũng như là tiền viện phí cho Nhật thì chị Thiện đã đi vay mượn khắp nơi. Mình thì hôm nay mình gửi một cái khoản tiền từ Mạnh Thường Quân đến cho chị để mà chị đỡ lo về cái khoản tiền viện phí. Hôm nay thì chia sẻ những cái thông tin rồi mình gửi đến cho Nhật một cái món quà mà hôm bữa đã có hứa, thì là khi nào vô thăm trở lại cháu thì mình có mua cái xe điều khiển cho cháu. Và đây là cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ và đã trích ra đến cho cháu Nhật. Mình đang đợi chị Thiện đi ra để mà dẫn cô Phước vào trong, tại vì bây giờ có đợt dịch đó mọi người, nên là không có vào trong bệnh viện được, phải có người thân để mà dẫn vào. Mọi người hãy cùng theo dõi để mà xem cái sức khỏe của Nhật như thế nào trong ngày hôm nay. Ở đây mọi người, thì chị Thiện đã dẫn cô Phước vào trong khoa nhi của bệnh viện Nhi Đồng 2. Và trước khi lên gặp cháu Nhật thì hỏi với chị Thiện chút xíu về tình hình của sức khỏe của con chị. Tại tên đó nhiều khi cháu nó nghe được thì nó buồn, tại cũng biết hết trơn rồi, hai chị. 7 tuổi là biết hết rồi. Hôm bữa thì em gặp chị với lại cháu Nhật, thì lúc đó là bụng của cháu Nhật rất là to, và bác sĩ theo dõi với lại là sẽ tiến hành hút dịch cho cháu để cho sức khỏe của cháu đỡ hơn á. Thì bây giờ đã hút chưa chị? Đã lấy dịch ra rồi, nhưng mà hôm qua giờ là coi như là cái dịch nó có cái lỗ rồi, như cái miệng rồi đó, nó cứ chảy nước ra hoài, nên bữa nay nó hơi ốm, hơi sụp một xíu. Nên sáng nay là bác kêu là bây giờ chờ xét nghiệm lại cho ổn định, nếu mà khẩn cấp thì mới bắt đầu rút dịch tiếp, là đút ống, đặt ống vô ca tơi á, ở đùi để mà rút dịch cho em. Nên bây giờ còn theo dõi chứ chưa có phát hiện gì hết, mới đo nịch bụng, còn dịch thì cứ chảy ra như vậy. Phải mua tả bự, lại tả vần bận cho nó dịch nó ra, nó như như máu ấy, hầu lắm. Nó chảy ra hoài hoài gì đó, cứ thay bông thay ra, cứ thay miết gì. Chị nói em nghe không? Chị nói em nghe không kịp, có nghĩa là hiện tại là bây giờ còn đang theo dõi cái gì nữa? Đang theo dõi là dịch nó có chảy ra nhiều thì nó sợp được không? Nếu cảm thấy nó không rút được là bác mới tiến hành là đặt ống. Phẫu thuật tiểu phẫu á, đặt ống. Đặt ống để mà rút dịch ra từ từ, chứ không phải rút một ngày là nó hết. Nhưng mà nó dịch nó đi ra cái đường tự nhiên như vậy á, nó có tốt, có ảnh hưởng cho sức khỏe cho cháu không á? Chứ tại vì bây giờ nó ứ nhiều quá rồi, bắt buộc nó phải đi ra cái đường tự nhiên thôi. Đúng rồi. Cái đó là một cái dấu hiệu xấu chứ đâu phải dấu hiệu tốt đâu. Thì mà bác kêu là để cô theo dõi nữa, bây giờ đang xét nghiệm máu, chiều nay mới biết kết quả nữa. Cái việc mà hút dịch cái đó là chỉ tiểu phẫu thôi đúng không chị? Đúng rồi. Tiểu phẫu để mà xét nghiệm. Bây giờ đâm kim rồi đó, ngay bữa vết thương đó. Chị biết sao không? Cái việc mà hút dịch là mình tiểu phẫu thì mình sẽ hút theo cái mà mình muốn hút bao nhiêu cũng được. Ví dụ mình theo dõi sức khỏe cái lượng dịch ở trong người của cháu là bao nhiêu là mình hút ra được, mình biết được. Còn cái này là ra cái phần tự nhiên, có nghĩa là bây giờ nó quá nhiều rồi, bắt buộc nó phải ra, nhưng mà nó ra em nghĩ là ra sẽ ít hơn cái việc mà mình hút. Đúng rồi, nó chỉ ra ít hơn thôi. Ra có máu nữa hả? Rồi bác sĩ nói gì đang theo dõi vậy thôi. Không có cho biết nhiều. Mấy ngày nay đó thì cái việc mà ra dịch như vậy đó là nó có giống nhau không? Ví dụ như là hôm qua thì ra ít, hôm nay ra nhiều. Đúng rồi, không giống. Bữa đầu tiên là ra máu rất là nhiều, còn hôm nay thì nó ra ít. Ít mà lại hơi khô một xíu, là không có ra máu mà cứ ra nước rỉ trắng, ra trắng vậy. Cứ rỉ rỉ vậy. Cứ 15 phút là phải thay miếng đó, miếng bông gòn lại miếng ra rồi để mà dán keo vô, cứ thay vậy hoài vậy.
Cái hôm mà em gặp chị với lại cháu Nhật đó là lúc đó là cháu chưa mặn tả và với lại là dịch nó chưa ra. Chưa làm. Mới mình chụp chụp đi siêu âm về mà để lấy cái chỗ mà có cái chỗ để mà biết chỗ đó dịch nhiều để rút. Khi mà cháu Nhật mà cái chất dịch mà ra đường tự nhiên như vậy đó là bác sĩ họ có cho uống thuốc để mà cho ra hay là tự động mà nó ra thôi? Không cho uống gì hết. Cứ thuốc hôm bữa giờ sao bây giờ cũng vậy. Có nghĩa là dịch ở trong bụng quá tải rồi nó mới tràn ra. Tràn ra đó. Chứ giờ chưa bác chưa nói gì hết, bác chưa nói gì. Nó tràn theo cái đó là theo nước á nên là cháu nó ốm. Mất nước. Hôm qua giờ là kêu nó ăn ít lại. Ít ăn rồi uống nước cũng ít, coi như hạn chế á. Ăn uống là hạn chế lại. Về cái việc này thì mong mọi người góp ý ở trên kênh Dùm GoFood để GoFood có thể chuyển lời lại với gia đình. Mong mọi người có kinh nghiệm về cái việc này. Bây giờ thì chị dẫn em với mọi người lên trên để gặp lại Nhật với lại em gửi cái món quà cho Nhật nha. Mấy bữa nay cũng trông ngóng như lắm hả? Trông lắm. Hứa ai hứa cái gì là coi như trông ngóng cái đồ đó. Đang suy nghĩ, đang hậu hợp, không biết cho được cái gì đây đó. Thì hôm bữa nói là cho thích cái xe điều khiển thì mua xe điều khiển cho đúng đó rồi. Đi chị. Đây mọi người. Ê, cháu Nhật đây. Từ bữa giờ trông đồ chơi hả? Mẹ nói là trông suốt luôn. Nhờ mẹ nè, tháo ra đi. Tháo ra đồ chơi. Đâu con đón thử cái này cái gì. Đừng có nhìn. Đón thử coi. Xe điều khiển hả? Xe mà xe đường phố hay là xe địa hình? Không biết ha. Nè tháo ra đi rồi biết. À, chị tháo ra đi chị. Đồ bự chứ em. Ừ. Bự hơn Nhật luôn thôi chứ. Vậy đó chơi nó mới đã chứ. Chú nhờ mấy cô là gắn pin vô hết cho con rồi đó. Chỉ cần mở ra rồi mình chơi thôi à. Chị tháo ra luôn đi. Tháo ra xe ra xe. Xe này xe địa hình. Cái này phải cần xe. Hả? Cái này phải cần xe. Nó nè, đúng rồi, tháo miếng băng keo này ra. Đây đây đây, lấy chìa khóa em nè. Chị giữ nha. Rồi. Quá đẹp luôn. Cái này đắt tiền lắm đây. Đắt tiền lắm đây, khoảng bao nhiêu tiền vậy ta? Hả? Khoảng bao nhiêu tiền? Cười. Rất nhiều tiền. Nhật, mấy bữa nay là trông lắm hả? Trông chú vô hả? Dạ đi, nói đi. Bữa nay mà em vô đây không có chiếc xe là chắc là không thèm nhìn mặt em luôn á. Buồn lắm đấy. Đây kìa, kéo kìa. Có cái phiếu bảo hành trong đó nữa đó. Có bảo hành. Nè, cầm cái này trước đi. Cầm cái xe kìa. Có bản đồ trước. Ủa cái này còn cầm dây hả? Ở đây nè. Biết điều khiển không? Biết sử dụng không? Biết sử dụng chưa? Cái này chị lấy dao chị cắt ra nè chị. Cắt cái cọng dây ra luôn. Ủa? Cái bánh nó mềm á, nó mới chạy nhanh. Xe nhẹ không? Bự mà nó nhẹ đúng không? Nè. Biết sử dụng không? Bắt đầu là con mở cái này ra nè. Đó. Rồi. Đây chú để dưới đất nha. Kìa thấy nó xoay không? Cái nút tròn này là xoay cho cái bánh nó chuyển hướng đó. Biết mà không? Dễ mà. Bánh dữ. Còn cái cần này là tới lui nè. Tới lui, tới lui. Tới lui nè. Quá đẹp luôn. Nè con ấn cái này nè, con ấn cái này nè. Nó cái này nè, tới lui nè, đưa chú mượn đi. Đó. Đó. Đó, nè. Cầm đi. Nè,
chú chưa? Cái gì? Nó cái gì? Nút tắt mở nó biết chứ gì đúng không? Dễ mà. Khi nào mà rảnh á, cái chiều cái mẹ chở đi xuống khuôn viên á, ở dưới rộng á. Ở dưới rộng á. Tắt đi. Đây. Nè tắt đi cho chú nói chuyện với mẹ chút xíu nha. Chiều á, chiều kia tắt cái nút đỏ chị. Chiều xuống khuôn viên chơi nha. Chưa đi được. Chưa đi được. À mình xài cái tả này luôn hả chị? Tả luôn đó. Một ngày là mấy miếng? Một đêm là 5 miếng. Rồi cái việc mà cháu ra dịch như vậy đó thì ra là muốn ra giờ nào nó ra chứ mình không có định lượng được giờ giấc như thế nào hết. Đó cứ nó ra cứ ước là cứ thay cái gì? Thay áo, thay tăng, đi đâu? Ủa cái chỗ này là người ta chấm bông gòn là cái gì vậy chị Thiện? Đó cái lỗ mà người ta chấm kim luôn. Chấm để làm cái gì? Rút dịch á. Rút dịch trong bữa xét nghiệm á. À. Nhưng mà chúng mà là mai mốt nếu mà có rút là rút chỗ đó đúng không? Không. À, hút chỗ đó đó. Không. Mai mốt mà rút lại đặt cà tơ xuống đây. Sao? Chị nói sao? Đặt cà tơ xuống đùi. Hút ở dưới đùi vậy hả? Ừ. Đặt cà tơ trong đó. Trong tay có cái hộp về hả? Cái này là nó hút ra để mà xét nghiệm thôi. Xét nghiệm cái bệnh nhân nó có bệnh lý gì khác không? Dạ. Yeah. Nếu mà nó mà hút dịch là phải đặt ống cà tơ ở dưới đây. Thì chú Hán. Có cái hộp gì? Không, cái hộp không mà có. Đó, nên cái bác sĩ thầy chỉ dạy cho chị về điều đó thôi. Thì hiện giờ á, hiện giờ là bác sĩ họ hàng ngày có cho thuốc men gì mình uống không chị Thiện? Thuốc nào đâu chị? Thuốc canxi, lấy thuốc huyết áp. Thuốc này thuốc huyết áp nè, thuốc canxi, rồi thuốc thận, ba thứ, rồi tim, rồi truyền. Mà cái này phải cầm ốc. Đó, truyền vô đây. Thường thường là bị thận này hay bị lên huyết áp lắm đúng không? Nên là lúc nào mình phải cũng phải trút cực nhé. Lúc nào cũng có huyết áp. Dạ. Có huyết áp lúc nào cũng phải ở trong nhà đó. Dạ hay thường suốt. Đó cái cây để mình đo nhiệt độ suốt. Đó. Bà thấy huyết áp sốt. Cái này cắm ở trong. Tháo cái này ra cắm vô mới được. Cắm vô bên trong nó sạch được. Cái bụng là bữa nay là to lên được không? Ờ bữa nay nó to hơn bữa. Bữa em 28kg bữa nay. Không nghĩ là hôm kia giờ nó dịch lên 31kg. 31kg mà hôm qua giờ là nó chạy xuống lại. Cái này cân còn 29kg. Chạy xuống 2kg. Đó. Dỡ cái bụng lên coi Nhật. Cái này bác phải cho cân dây đầu. Cái này là cái gì? Cân dây á, để theo dõi á. Đo á, hàng ngày nó cao hay là nó to hay là nó hạ xuống. Nhưng mà nói chung á là diễn biến xấu. Ốm mà cái bụng càng to là biết rồi. Nhật ơi, bây giờ chú ấn vô thử coi con có đau không nha con. Như ví dụ như chú đụng như vậy con có đau không con? Chỗ nào con? Ở dưới rúng nó đau hả? Ở dưới rúng là nó đau. Wow, mát dữ. Nè, mát là như chị biết không? Biết đếm nhiều số mấy đó không? À, như thế này nha chị Thiện. Thì hôm nay thì em thông báo cho mọi người về tình hình sức khỏe của con chị. Là hôm nay là cháu ốm, với lại là cháu đi ra ngoài dịch theo cái đường tự nhiên. À, và bác sĩ vẫn đang theo dõi và chưa biết khi nào là họ sẽ phẫu thuật để mà họ rút dịch. Còn riêng về phần em thì hôm nay em gửi đến cho chị cái tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân đến cho cháu Nhật
để cho cháu có tiền đóng viện phí đồ rồi ăn uống các thứ nha. Em xin đọc tên và số tiền. Em xin phép được đọc. Thứ nhất là của một cái chị ở Long An là 1 triệu. Thứ hai là của Minh Hòa và La Thịnh ở quận Nhất là 1 triệu. Thứ ba là của anh chị Trung Thủy, con dì Út ở Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là của cô Kim Cương là 2 triệu. Thứ năm là của bà Lê Thị Chánh Tâm là 1 triệu. Thứ sáu là của anh Hà ở Cali, Mỹ là 4 triệu. Và cuối cùng là của chị Uyên Khúc ở Mỹ là 1 triệu, thì tổng cộng là 11 triệu. Mà hôm trước thì cháu Nhật có nói là thích xe điều khiển, nên là em cũng có hỏi ý kiến của Mạnh Thường Quân, thì trích ra cái khoản tiền là 600 ngàn mua cái xe điều khiển cho cháu, thì còn là 10 triệu 400 ngàn em xin gửi đến cho dì. Dạ. Em có tiền là đóng tiền viện phí rồi đó, rồi những cái thứ sắp tới là cũng tốn tiền dữ lắm nha chị. Chị cũng lo, bác sĩ nói thì nói vậy, nhưng bác sĩ kêu là bây giờ cứ theo dõi, bây giờ hiện giờ thì đang theo dõi, mà cũng phải đi cho lo cái đường tâm lý trước là bé khỏe, tiến triển sắp sống để phẫu thuật mà không chưa biết ngày nào, thì bây giờ cũng lo ít tiền để mà tiền sau này để là thì em ra viện sẽ đóng tiền rất nhiều đó, mà giờ thì chưa biết là phẫu thuật lúc nào mà đóng tiền lúc nào, bây giờ tiền bạc thì cũng chưa có. Bây giờ thì có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu Nhật, thì em biết nói gì hơn, em chỉ biết là cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mẹ con em thoát qua cảnh khó khăn này, và còn xin cho các cháu được mau khỏe mạnh em về, thì mạnh dỗ về nhà lo cho anh em đó nữa. Em có bệnh trong người, em cũng ráng cố gắng cho cháu hết sức. Em cũng cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân, cầu chúc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe và vượt qua những vất vả và khó khăn, giúp đỡ những người nghèo hơn em. Em cảm ơn. Hôm bữa thì chị Thiện cũng chia sẻ là gia đình của mình là ngoài cháu Nhật ra thì mấy dì rồi mấy cậu rồi cũng có bệnh kêu là bệnh di truyền, đúng không chị? Di truyền ở trong gia đình cũng có mấy người ra đi, đúng không chị? Còn chị Thiện là chị Thiện đang bị bú, là bú ngay cổ là mọi người, bú cường giáp, với lại là bị về tim, tim với lại là ẩm, chị nói là ở trên đầu là bị gì? Hay quên. Mà giờ chị đâu có uống thuốc men gì hả? Không, có tiền thôi mà uống. Chừng nào nó đau tới đâu thì ra tiệm thuốc tây mua giảm đau tới đó thôi. Nó đau tới nào thì cứ đi mua thuốc đó. Cái nó xây sẵn mặt này. Thôi em xin phép chị em về nha. Rồi có gì thì em trở lại đây em thăm cháu Nhật sau. Có những cái thông tin gì của Nhật thôi thì liên hệ cho em để em thông báo cho mọi người nha. Một lần nữa thì cảm ơn tới Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ đến cho cháu Nhật để cho cháu có tiền để mà mổ rồi đóng tiền viện phí các thứ, mẹ của cháu đỡ lo. Nhật ơi, Nhật vui không? Có xe vui không? Thôi, chú về nha. Cảm ơn mấy cô chú để giúp đỡ cho con. Cái gì à? Bắt tay luôn hả? Trời ơi, lịch sử quá. Thôi chú về nha. Nữa hả? Thôi chú về nha con. Bữa nay ốm. Thôi em về nha chị. Ốm. Dạ. Không biết lúc nào nó rút dịch sợ. Cầu xin đừng có rút dịch gì hết. Nhưng mà bác sĩ là tiên lượng là sức khỏe của cháu là xấu. Xấu. Tình hình xấu, giờ mình kia chỉ thiên thần để mà lo cho cháu thôi. Không biết chừng nào là làm thôi. Bây giờ còn theo dõi. Còn riêng về cái phần dịch đó, thì hiện tại là mẹ của cháu đã chia sẻ ở đầu clip, đó là cháu đã ra dịch ở cái đường tự nhiên, và hiện tại là bác sĩ vẫn chưa tiểu phẫu để mà hút dịch cho cháu, vẫn cho uống thuốc các thứ, nên là mong mọi người góp ý ở trên kênh, người cô Phúc sẽ chuyển lời lại với gia đình để có một cái hướng giúp cho cháu có cái sức khỏe tốt hơn.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip sau.